Để tham gia cái hashtag ở nhà vẫn vui thì hôm nay mình sẽ làm một thử thách một ngày toán màu đen. Đầu tiên là phải trang bị cho mình một tâm hồn thật là đen tối, một chiếc áo thật là đen, rồi sau đó thì khởi động ngày mới bằng một bát chè. Chè này mình mua từ cái hôm thất tịch, chả hiểu sao thất tịch người ta đi ăn đậu đỏ, mình lại đi mua chè đậu đen. Cơ mà trông cái hạt đậu đen cũng to phết, ăn thì chuẩn như kiểu chè đỗ đen nhà làm luôn ấy. Đậu đen rất là mềm và ngọt, người ta ăn cơm xong thì mới tráng miệng, còn đây thì mình tráng miệng xong mới ăn cơm. Trông cái nắm cơm nó cứ phải gọi là đen thùi lùi luôn. Nắm cơm này mình mua với giá là 16.000 nên cái phần thanh cua bên trong thì chắc chắn là hương hoa thôi. Nhưng bù lại thì cơm cũng được nêm nếm khá là thơm và vừa vị. Đang ăn thì tự dưng đứa bạn vứt cho mấy gói kẹo, cũng may là kẹo màu đen nên người ta mới miễn cưỡng nhận đấy. Xem nào, bánh ốc quế à? Bên trong là nhân sữa khá là thơm. Bánh này thì cứ phải gọi ăn hai cái một lúc mới vừa được cái mồm. Ăn giòn và thơm phết, cũng biết chọn kẹo đấy. Bánh thứ hai là bánh quy nhân sô cô la thì phải, chuẩn luôn. Phần nhân sữa sô cô la thơm ngậy, kiểu này mà có thêm cốc nước nữa thì tuyệt. Nói là làm đi mua nước ngay thôi, nhưng mà lại gặp mấy cái em bánh gấu màu đen này, không mua dự trữ đôi ba hộp thì có lỗi với bản thân lắm. Đây đây, có nước để uống rồi đây. Đố các bác biết nước này là nước gì đấy. À, các bác nhớ tham gia cái hashtag ở nhà vẫn vui để cùng đóng góp 10.000 đồng vào quỹ phòng chống Covid nhé.